Rồi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh của Huy Trung Auto. Bên em chuyên mua bán trao đổi các loại ô tô cũ đã qua sử dụng nha anh em. Hôm nay thì bên em vừa về cho anh em một mẫu xe 5 chỗ form dáng rất là đẹp luôn. Con này là Renault Samsung nha anh em, Renault Samsung SM3 được sản xuất năm 2010 với động cơ dung tích là 1.6 số sàn. Con này thì được nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha anh em, nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Đấy, một hãng xe Samsung của này Hàn Quốc rất là nổi tiếng nha anh em. Đấy, con này thì được là form dáng rất là đẹp, giá thành phải chăng, tầm tiền lại rất là hợp lý nha anh em. Anh em mình mua về là chỉ có việc là đổ xăng mà đi thôi. Xe thì có nước sơn một bàn. Anh em có thấy form dáng rất là đẹp nha anh em, form dáng rất đẹp. Con này thì chạy đầm chắc nha anh em, đầm chắc lắm. Theo cảm nhận của em thì con này chạy nó cảm giác chạy của nó thì giống như con Crew anh em, giống Crew, chạy rất giống Crew nha anh em. Đấy. Đầm chắc đấy. Con này thì mấy chấm 6 rất là lợi xăng, phụ tùng anh em yên tâm về cái vấn đề phụ tùng. Đấy, phụ tùng bên em đều có hết nha anh em. Hãng Renault này. Renault này là hãng của Pháp, còn Samsung này, đây là logo của Samsung, logo của Renault này. Nhưng mà giờ hai công ty này nó mua lại của nhau, nó cùng sản xuất nha anh em. Đấy. Renault Samsung đấy. Con này thì được sản xuất bởi hai tập đoàn lớn ấy. Form dáng anh em mình thấy rất là đẹp nha. Dòng SM3, nó có dòng SM5 là dòng cao cấp hơn nữa. Đấy. Con này số sàn nha anh em, số sàn rất là lợi xăng. Xe thì được trang bị 4 phanh đĩa, phanh ABS chống trượt, hai túi khí hai bên đằng trước này, hai túi khí đằng trước. Tích hợp vô lăng nha anh em, cốp điện này, mở nắp xăng điện luôn. Và đặc biệt cái là con này tay lái điện chạy rất là nhẹ nhàng. Tay lái điện, con số chạy rất là nhẹ nhàng nha anh em. Xe 2010, máy móc nguyên bản nha anh em, máy móc zin 100%. Cam kết với anh em không đông đụng, không gặp nước nha anh em. Máy móc con này thì còn nguyên à. Chưa có làm lại bất cứ một thứ gì hết nha, máy móc zin hết. Đấy. Zin từ con ốc luôn. Khám còn khám 1 năm nha anh em, khám tháng 4 năm 2023. Đấy, khám rất là dài. Xe chạy rất là sướng như xe mới vậy anh em. Con này thì em thấy cảm nhận còn rất là zin. Đồ đạc còn rất là đẹp nha anh em, còn mới đẹp lắm. Anh em có thể nhìn thấy phần đèn trước này. Còn sáng trưng anh em, đèn zin nha anh em, đèn zin còn sáng trưng rất là đẹp. Được trang bị cảm biến lùi đằng sau, đấy, một cái đầu DVD nghe nhạc nguyên bản theo xe. Đấy, vô lăng tay lái trợ lực điện rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, form dáng anh em có thể thấy nó rất là lạ nha anh em. Con này thì cùng phân khúc với Crew này, phân khúc với Civic, Corolla Altis rồi đấy, phân khúc đấy. Con này thì hôm nay bên em bán mức giá thì 198 triệu nha anh em. Bên em bao vận chuyển cho anh em toàn quốc. Form dáng anh em có thể thấy form dáng rất là sang trọng nha anh em. Đấy, form dáng sang trọng. Nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha anh em. Đồ đạc xài rất là bền. Con này được cái là rất là bền nha anh em. Đấy. Dòng này người ta hay gọi là form Hàn Quốc nhưng mà chất lượng là chất lượng của Nhật nha anh em. Rất là bền. Đấy, xe Hàn Quốc nhưng mà chất lượng là của Nhật nha, rất là bền bỉ nha anh em. Đấy. Cột kèo chỉ là nguyên bản theo xe, không mất một phân kèo chỉ nào hết nha anh em. Đấy, nguyên bản hết. Cam kết với anh em mình là không đâm đụng, không ngập nước nha. Đấy, máy móc zin 100%, máy số zin hết nha. Tắp bi tắp lô còn rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đấy. Cốp điện này, nắp xăng điện này, nói chung là chỉnh bằng điện, tay lái trợ lực cũng bằng điện luôn. Anh em có thể thấy xe chạy chỉ có rất là ít loại nha anh em. Anh em nhìn ô đồ này, xe chạy chỉ mới có 68.000 cây thôi. Rất là ít luôn nha. Đấy, con này chạy tầm 7 vạn rồi. 7 vạn nha anh em. Đấy. 6 vạn, 7 vạn. Vô lăng còn rất là đẹp nha anh em. Vô lăng anh em nhìn. Vô lăng nguyên bản của xe này, còn mới keng, mới không khít. Đấy anh em thấy không? Âm thanh loa đài bản đồng hồ rồi rất là đẹp. Nội thất rất đẹp nha anh em. Cột kèo ốc là nguyên bản theo xe 100%. Sơn zin thì còn khoảng tầm 50% nha anh em. 50-70%. Đấy. Có vài chỗ tốt tá lại là bình thường, còn lại là còn 50-70% á. Hãng xe của Samsung thì rất là bền bỉ rồi. Phụ tùng anh em yên tâm nha. Nhiều anh em sợ dòng này không có phụ tùng, nhưng mà khi mà anh em mua về, anh em mà trải nghiệm, anh em đi mà lỡ có vấn đề hư hỏng hay là vấn đề mà kiếm phụ tùng mà chưa có chỗ mua hay là không biết mua ở đâu thì anh em cứ liên hệ bên em. Bên em bán xe thì bên em sẽ chịu trách nhiệm mà kiếm phụ tùng cho anh em. Anh em liên hệ bên em sẽ kiếm phụ tùng giúp anh em. Nhiều anh em mua về mà không biết mua đồ ở đâu á, không biết kiếm phụ tùng ở đâu thì anh em cứ đem ra gara, mà gara kiếm không ra thì cứ alo cho em, anh em sẽ kiếm phụ tùng cho anh em nha. Đấy. Chắc chắn là có phụ tùng cho anh em thay thế, anh em yên tâm. Bởi vì nếu như mà không có phụ tùng thay thế, không có đồ sửa chữa thì con xe này nó không có tồn tại được đến 12 năm đâu anh em. Nó đã vô bãi phế liệu nằm rồi. Đấy. Đường kính chính điện này. Đấy.
Dòng xe này không phải là một dòng xe hiếm cho thị trường mình đâu anh em. Dòng xe này có rất là nhiều người xài, nó có phiên bản số tự động nữa. Đấy, rất là nhiều người xài nhưng mà chẳng qua là anh em ít thấy ngoài đường thôi. Đấy, chứ cũng rất là nhiều, ở em cũng vài người xài, rất là nhiều người xài anh em. Đấy. Đa số thì ở khu vực miền Bắc nhiều nha. Dòng này ở miền Bắc nhiều. Còn miền Nam với miền Trung thì anh em thấy khá ít. Đấy. Xe nhà bãi bãi biển 37 Nghệ An. Anh em nào mua thì bên em chịu trách nhiệm rút hồ sơ cho anh em. Logo của Samsung này rất là mới nha anh em. Vô lăng còn mới keng à. Một cái đầu nguyên bản theo xe, đưa ra một cái âm thanh rất là hay. Có tích hợp vô lăng bên đây này. Tích hợp bên đây này. Đấy, chỉnh này. Đó, âm thanh rất là hay nha anh em. Chỉnh to nhỏ ở đây. Đấy, chỉnh nhỏ này. To này, lớn này. Tích hợp vô lăng vẫn còn luôn. Điều hòa này, nó điều hòa rất là sâu nha anh em. Điều hòa rất là sâu, máy nổ im phăng phắc, máy nổ rất là êm. Đấy. Máy nổ rất là êm nha anh em, hai túi khí hai bên tắp lô này còn đẹp hết nha. Dòng này thì xe gia đình đi, không dịch vụ, không taxi. Đèn đốt đầy đủ này, đèn đốt anh em thấy đầy đủ. Đèn đọc sách. Đấy, đèn trung tâm đầy đủ hết luôn. Chắn nắng này. Cái trần là như mới xe này, người ta đi giữ gìn rất là kỹ nha anh em, mới căng à. Đồ là trần anh em như mới nè. Trần anh em thấy cái trần sâu không? Như mới nha, mới lắm. Đấy. Trắng nắng rồi còn đó, có đèn không này. Ai có gương chứ em nhầm. Đấy, trắng nắng là như mới. Gương đồ đầy đủ hết nha. Ghế da ở đây. Có một cái bệ ti tay này. Bệ ti tay rất là rộng rãi này ha. Bệ ti tay, con số thì vào rất là nhẹ nhàng. Con số vào số nào như số nấy luôn. Con này thì thêm cảm nhận thì chạy như cà ru vậy anh em, chạy như cà ru này, với lại giống những dòng mà Accent đời mới, Accent. Đấy, chạy rất giống Accent với cà ru nha anh em, chạy nhẹ nhàng lắm. Tay lái trợ lực này. Tay lái điện nha anh em, trợ lực nhẹ nhàng lắm. Tay lái điện này là anh em đánh lái rất là nhẹ nhàng, khi mà lên cao á thì tay lái nó rất là đầm, đầm xe. Gương sau là giữ nhưng mà gương trước là một chạm là xuống, một chạm lên nha anh em, một chạm cái nó đi xuống này. Anh em thấy không? Một chạm cái đi lên này. Bên phụ cũng vậy nha nè, toàn là gương một chạm thôi. Gương kính chỉnh điện hoạt động tốt hết nha. Đấy. Xe nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc này là anh em yên tâm về chất lượng nha, rất là bền bỉ, rất là ok luôn nha anh em. Đấy. Con này thì nó cũng có một cái hội của những người xài SM3. Đấy, rất là bền nha anh em, rất là bền và rất là lành tính nha anh em. Phụ tùng rẻ, lành tính, lợi xăng, bền bỉ. Đấy. Anh em cứ lên mạng anh em tham khảo những cái hộ mà những người mà từng xài những cái dòng này rồi, người ta sẽ cho anh em ý kiến nha. Đấy, dòng này rất là bền anh em, bền bỉ, lợi xăng này. Đấy, lành tính lắm, nó lành lắm, nó không có hay hỏng vặt như những cái dòng xe khác. Đấy, máy móc thì nổ rất là êm anh em, nhìn này, lề cửa này còn mới keng. Đấy, lề cửa tem rồi, sơn zin trong đây còn anh em, sơn zin trong nách thì còn hết này. Đấy, tem là của Hàn Quốc nha, 2010 nha anh em, nhập Hàn Quốc SM3. Rất là bền bỉ luôn. Hãng xe này giờ vẫn còn sản xuất xe bình thường nha anh em, vẫn còn hoạt động tốt. Đấy. Một hãng xe Samsung. Đấy. Hãng xe thì giờ nó có trụ sở Busan Trung Hàn Quốc anh em. Đấy. Busan Hàn Quốc. Vẫn còn hoạt động tốt bình thường nha. Phụ tùng có hết nha anh em. Anh em cần gì kiếm phụ tùng thì cứ alo bên em bán thì bên em sẽ kiếm phụ tùng giùm anh em, nếu như anh em kiếm chưa ra. Đấy. Anh em không biết chỗ mua phụ tùng ở đâu. Đấy, bên em đều hỗ trợ cho anh em được hết nha. Đấy. Và bên em cam kết cho anh em, đấy, bảo hành cho anh em chạy 1 tháng luôn. Còn riêng con này chạy bảo hành cho anh em chạy 1 tháng thoải mái như này. Tắp bi, tắp lô rất là đẹp. Mở cốp bằng cái mi rồi. Đấy, ốc cửa được còn nguyên này ha. Nội thất bên trong thì bọc cái da lại rồi, rất là sạch sẽ. Anh em mình mua về là cốp điện nha anh em. Nhấn nút cái là nó mở. Nhấn cái nút cái bên đầu mình ra, mình sau mình mở lên. Mở lên đi. Đấy. Phom dán con này thì rất là tuyệt vời rồi. Phom dán rất là đẹp. Xin từng con ốc nha anh em, xin từng con ốc. Xe nhập nên là bên trong đây người ta sẽ không sơn. Đấy, bên trong đây nó sẽ là cái màu tôn nguyên bản của nó. Màu sơn lót, còn ngoài là màu sơn của xe. Đấy. Xin từng con ốc, cam kết với anh em là không đâm đụng, không ngập nước nha. Đấy, không va chạm, không đâm đụng, không nước nào. Nguyên bản hết, chỉ nguyên bản hết này. Đó anh em chỉ này. Đó, nguyên bản hết, chỉ mềm, nguyên bản của xe. Không móc một phân cơ chỉ nào hết nha, nguyên bản hết. Rất là đẹp. Ừ. 2010 nhập khẩu Hàn Quốc. Tốp sơ cua dưới đây, con đội mở lốp đầy đủ hết.
có một cái hộp này là hộp tam giác cảnh báo để khi mà anh em hỏng lốp anh em để đằng sau nguyên bản của xe. Đấy, tôn vỏ anh em nhìn này còn nguyên si, zin rất đẹp. Đấy, zin hết nha anh em. Có đèn cốp luôn này, đóng lại đi em. Đây bật cái một nấc đèn à. Phông dáng rất là đẹp nha anh em. SM3, Samsung SM3 nhập hàng nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha. Đấy. Đèn đốt đầy đủ ok, bật đây. Bật ra. Cảm biến lùi có luôn nha anh em, có cảm biến lùi nha. Gầm bệ đẹp nha anh em, gầm bệ đây tuyệt vời. Đấy, gầm bệ rất đẹp. Cam kết với anh em mình không một mọt, không đâm đụng, không nước nha. Anh em cứ vào xem xe trực tiếp chạy thử, bảo đảm anh em ghiền. Đời 2010 thôi nhưng mà chạy không thua gì xe mới nha anh em, chạy rất êm. Êm đầm chắc lắm. Lên càng lên cao là nó càng chắc xe nha anh em, càng lên cao là nó càng cảm giác nó càng rất là chắc chắn xe. Đấy. Nội thất rất là đẹp. Anh em mua về đi thôi. Sơn zin trong nách đây còn nha anh em, từng con ốc này. À, từng con ốc mà anh em thấy nó zin hết rồi. Chỉ điểm theo xe là nguyên bản nha anh em, nguyên bản hết. Anh em nào cần thì cứ alo ngay cho em nha anh em. Đấy, số điện thoại em sẽ để trên màn hình. Đấy. Giá là 198 triệu, bao vận chuyển cho anh em toàn quốc nha. Anh em nào vào chạy về bên em bớt phí chạy về. Hai túi khí hai bên, phanh ABS, rồi tay lái trợ lực điện, tích hợp vô lăng. Đó. Có cảm biến lùi đầy đủ. Tem này, quăng tem zin của xe này, chữ Hàn Quốc này, anh em thấy không? Nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Giấy tờ đây. Giấy tờ đây này. Đấy. Biển 37 nha anh em, biển Nghệ An. Đấy. Nghệ An nhập Hàn Quốc, biển Nghệ An. Em mua chính chủ nha anh em. Anh em nào mua thì em rút hồ sơ rất là nhanh chóng. Hồ sơ anh em phí chịu phí. Máy 0.6 lợi xăng cực kỳ. Đấy. Nhập 20 nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc này. SM3 nha anh em. 1.6 thôi, rất là lợi xăng. Xăng cực kỳ luôn. Hộp đầy đồ bên trong này rất là sâu này. Vô tới trong đây luôn anh em, sâu lắm, hộp đầy đồ rất là rộng. Không có gì phải chê nha anh em, quá hợp lý. Cũ số còn mới ken. Đấy, số rất là mới, số phân tay còn rất là đẹp. Xe mới chạy có 68.000 cây mà mới có 6 vạn 7 vạn mà. Đấy, cam kết với anh em mình không đông đụng, không ngập nước nha. Đấy, này là nó báo hiển thị nhiệt độ bên ngoài giờ. Đấy, thắt cho an toàn đầy đủ hết. Vô lăng rất là đẹp, có túi khí bên trong đây. Giá tiền thì rất là phải chăng, 198 triệu, phông dáng rất đẹp. Còn anh em đừng có ngại về vấn đề phụ tùng nha anh em. Phụ tùng bên em cam kết cho anh em, anh em thiếu cái gì bên em kiếm cho anh em cái đó. Còn riêng xe về chất lượng xe, bên em cam kết cho anh em chạy cho anh bao cho anh em chạy một tháng, anh em về chạy thoải mái. Đấy, máy móc là zin hết. Đấy. Riêng máy móc là nguyên bản hết. Từng con ốc là còn nguyên hết nha, nguyên máy móc còn nguyên bản nha anh em. Đấy. Thức rất là đẹp, cửa nẹo đóng chắc lắm, đóng như bụp bụp, mở cabo đi. Khám đến tháng 4 năm 2023 này. Vẫn còn khám 1 năm nha nè, xe này vẫn còn khám 1 năm. Phông dáng đẹp, máy móc nổ êm phân phát à. Nổ rất là êm nha nè. Máy 0.6 rất là lợi sao. Ốc này, ok là nguyên bản nha nè. Cam kết với anh em mình không đâm đụng, không ngập nước nha. Từng con ốc nó nguyên bản hết nè. Xe này có nắp, dỡ cái nắp máy nè, dỡ cái nắp này. Dỡ cái nắp này. Đó, máy móc nguyên hết này. Em thấy chưa, nguyên bản hết nha. Đấy, chấm sơn của nhà sản xuất này, hãng này còn nguyên thế này. Đó, này mày thấy không, máy móc nguyên bản hết. Đường con ốc bên trong đây kìa. Đấy. Ốc xuồng chân máy này, nguyên bản. Bên em bên đây có thấy, nhìn thấy. Nguyên bản hết nha nè, ốc nắp vàng cò này. Xuồng zin của xe, xuồng zin của hãng này. Đấy. Còn nguyên hết nha nè. Đây là su nắp vàng còn nguyên bản của hãng mình, cái đen đen này đó là nguồn su zin đó nè. Đấy. Máy mới là nguyên bản hết. Nè thấy không? Chấm sơn của nhà sản xuất còn nguyên hết nè. Cam kết với anh em mình là không đâm đụng, không hợp nước nha nè. Đấy, ốc thì còn nguyên hết, rất là mới. Đây là đi. Ok đó. Máy có chút xíu à, 0.6, chạy bốc lắm anh, bốc lại xăng. Cam kết với anh em mình là không đâm đụng, không ngập nước nha. Đây là cái đàng hoàng, chặn vô.
cột kèo phía trước là nguyên này, tem này, đó. Xe này ngoại nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc nha anh em. Ốc capo là còn nguyên này, chưa có hiện tượng mở ra này. Ốc capo là nguyên bản này. Đấy. Anh em cứ đi xe nhìn chỉ thôi, chỉ không mất thì đấy. Chỉ không mất là biết xe zin rồi. Đấy, chỉ nguyên bản thế này. Từng cái bấm này có bấm nổi nha anh em. Đấy. Nguyên bản theo xe còn rất là mới nha. Capo này, đó. Tem đi của nhà sản xuất. Chỉ là nguyên bản hết nha anh em. Đấy, không mất một phân tiêu chỉ nào hết nha. Ốc capo hai bên rất là đẹp này. Chưa có mở ra là. Đấy. Rồi cảm ơn. Máy móc nổ rất là êm nha anh em, máy móc zin nên không có gì phải bàn cãi về máy này hết, máy móc zin mà. Đấy, cam kết với anh em mình không đâm đụng, không ngập nước, tắt máy tắt đèn. Đấy. Có xi nhan gương đồ đầy đủ hết nha anh em. Đấy. Được cái khoang ốc chẳng. 198 triệu một cái giá thành rất là rẻ, rất là hợp lý luôn. Anh em mình cần thì alo ngay, đưa khóa mốt đây. Đấy. Anh em cần thì cứ alo ngay cho em nha anh em. Đấy. Đấy. Đây là một cái chìa khóa này. Khóa mốt của xe nha anh em, vừa khóa mốt mà vừa mà bấm cái mình cắm vào thì mình nổ thôi. Còn này bình thường thì mình gặp lại. Khóa mốt rất là đẹp. Khóa này. Mở cốt nó có trên tích hợp trên chìa khóa luôn nha anh em. Đó. Phông dáng rất là đẹp nha nè, anh em thấy phông dáng nó rất là tuyệt vời luôn. Phông dáng nhìn rất là lạ và đẹp nha nè, phông dáng sang cực kỳ. Nhập nguyên chiếc từ Hàn Quốc nữa. Chạy con này, riêng con này chạy thì rất là nhiều anh em đánh giá là rất là bền. Chạy đầm chắc nha nè, xuống, lợi xăng lành tính mà. Đấy, gầm bệ đây, gầm bệ đẹp nha nè. Không có bụt mọt nha. Đấy. Gầm bệ không có bụt mọt nha nè. Anh em yên tâm về cái vấn đề mà mục mọt với đâm đụng ngập nước, bên em cam kết khi mà anh em mua bên em có kèm văn bản cam kết cho anh em đàng hoàng. Đấy, nên là anh em yên tâm về cái vấn đề mà đâm đụng ngập nước nha. Còn riêng xe này bên em bảo đảm cho anh em máy móc zin 100%. Đấy, cột kèo không đâm đụng không ngập nước nha. Samsung S13 sản xuất năm 2010, số sàn máy 1.6. Con này thì chạy lanh quanh tầm 7 lít nha, 7 lít. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ em nhiều hơn nhé. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều.